Lê Phúc xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục chia sẻ tới mọi người cách làm món chả viên rau củ chay. Thì mình có thể kết hợp cái món chả viên này để ăn lẩu, mình nấu canh hoặc là mình đem đi chiên cũng đều rất ngon. Với một cách làm vô cùng đơn giản, mình chỉ cần kết hợp một ít tàu hũ và một chút mì căng tươi là được. Và thành phẩm thì mình sẽ được những cái viên chả rau củ trông rất bắt mắt, khi ăn vào thì lại có độ dai ngon mà lại rất thơm. Và để biết cách làm chi tiết thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video và cùng làm với mình. Và đây là nguyên liệu mình chuẩn bị cho cái món chả rau củ. Bột mì thì xài đây 300g, 4 miếng đậu hũ, nửa củ cà rốt. Trong biển khô thì mình sẽ xài một ít, thì các bạn có thể tìm mua ngoài cửa hàng Bách Hóa Xanh hoặc là siêu thị, người ta có bán rất nhiều. Thì nguyên liệu này mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để bắt đầu làm thì mình sẽ đi ngâm trong biển khô trước. Một hộp này thì mình chỉ xài phân nửa thôi nha các bạn, mình không có xài hết. Cho vào rồi thì mình để qua một bên. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi làm mì căng, mình cho hết 300g bột mì vào trong thau. Rồi từ từ mình cho nước lọc vô. Vừa tay nhồi là được nha các bạn. Có mì căng vào thì chả mình làm nó sẽ có cái độ dai ngon hơn. Trộn đều rồi thì các bạn vệ sinh tay của mình cho sạch. Sau đó thì mình nhồi bột lại. Nhồi lại cho thành cái khối dẻo là được. Nếu mà mình lỡ tay mình cho nước nhiều bột nó nhão thì các bạn cho thêm bột khô nha. Bột mì thì mình cũng đã nhồi lại cho thành một cái khối dẻo rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình để đây cho bột nghỉ khoảng 10 phút. Và những miếng tàu hũ thì mình sẽ cho vào trong nồi và mình đem luộc khoảng 5 phút. Tàu hũ luộc lên thì sẽ có cái độ dai hơn. Và trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ đi cắt nhỏ cà rốt. Các bạn dùng dao hai lưỡi mình bào mỏng ra để một lát nữa sắc nó sẽ nhanh hơn. Bào xong rồi thì mình thái chỉ. Sau đó thì cắt nhỏ lại một lần nữa. Mình cắt xong thì cho qua bên thau. Cà rốt mình cắt xong thì rong biển cũng đã nở này các bạn, mình đem rửa qua với lại nước sạch nha. Rồi tiếp tục thì mình sẽ dùng dao mình cắt nhỏ. Nếu mà các bạn không thích ăn nhiều thì mình cho ít thôi. Cắt dài rồi thì mình sẽ chấn lại. Rồi tiếp tục cho qua bên thau. Và 4 miếng tàu hũ thì mình cũng đã luộc xong rồi các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị một cái khăn sạch. Sau đó thì mình sẽ cho 2 miếng tàu hũ vào. Mình vắt cho thiệt là khô nước nha. Và đây là 2 miếng tàu hũ mà mình vừa vắt xong. Mình mở ra và cho hết vào trong tô. Rồi mình cũng làm tương tự với 2 miếng còn lại nha các bạn. Và 4 miếng tàu hũ thì mình cũng đã vắt xong nước rồi này các bạn. Vắt xong thì rất là ráo nha. Mình luộc trước, sau đó thì các bạn vắt thì tàu hũ nó sẽ có cái độ dai. Khi mà mình vắt nó sẽ không có bị bã quá nhiều. Và bột mì thì mình cũng đã để nghỉ được 15 phút các bạn. Bắt đầu thì mình sẽ đem đi rửa nha. Để rửa thì các bạn lót cho mình một cái rổ ở dưới. Làm thì cũng giống như mọi lần mình chia sẻ tới các bạn thôi. Thì mình sẽ đem rửa bột khoảng 5-6 lần. Tới khi nào mà cái phần nước mình xả bột không còn đục nữa là được.
Và đây là cái lượng mì căng tươi mà mình thu được này các bạn. Mình cho trực tiếp vào trong cái tô tàu hũ luôn nha. Mình xé ra thành những khúc nhỏ. Rồi mình sẽ đem cái hỗn hợp tàu hũ mì căng tươi này cho vào trong cái máy xay. Mình xay cho đều lại. Chứ mà mình nhồi bằng tay á, thì mì căng rất là dai. Nhồi nó sẽ không có được đều lắm. Rồi bây giờ thì mình đem đi xay. Và đây là cái hỗn hợp mì căng và tàu hũ sau khi đã xay xong. Rất là dẻo và mịn luôn á. Mình cho qua bên thau rau củ. Mình xay như vậy thì mới đạt nha các bạn. Chuẩn bị xong hết thì bắt đầu mình sẽ nêm gia vị, cho vào trong thau một ít muối, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê nước mắm chai nữa. Cho vào hết thì các bạn mang bao tay vào, mình trộn đều. Nguyên liệu thì mình cũng đã trộn đều xong hết, rồi bắt đầu mình đi tạo hình và đem đi hấp. Và để tạo hình thì mình sẽ lấy một cái lượng chả vừa đủ nè các bạn. Một viên thì sẽ tầm khoảng bao nhiêu đây, hoặc nếu các bạn muốn ăn cái viên to hơn thì mình làm lớn hơn chút. Làm xong thì mình cho qua bên cái vị hấp. Và những viên chả thì mình cũng đã tạo hình xong rồi các bạn. Bây giờ thì mình đem đi hấp. Cho vào nồi rồi thì mình sẽ đậy nắp lại và hấp trong vòng 5 phút. Và nồi chả thì mình cũng đã hấp được 5 phút. Mình dở nắp ra, rất là thơm nha các bạn. Và những viên chả trông lại khá đẹp mắt. Bây giờ thì mình sẽ lấy hết ra ngoài và chờ cho hơi nguội lại một chút. Và món chả viên rau củ thì mình cũng đã làm xong rồi các bạn. Màu sắc trông rất bắt mắt. Những cái viên tròn tròn nhỏ nhỏ như vậy khá là vừa ăn. Và chả của mình lại có cái độ dai này các bạn. Mình xé ra xem bên trong cái viên chả này. Rồi bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng thưởng thức với mình luôn nha. Và món chả viên này khi ăn vào thì rất là dai ngon các bạn. Gia vị mình làm cũng đậm đà nữa. Và đặc biệt thơm cái mùi thơm đặc trưng của rong biển. Làm thì vô cùng đơn giản, thì mình có thể kết hợp ăn lẩu hoặc là các bạn nấu canh cũng đều rất ngon. Và như vậy là Phúc cũng đã chia sẻ tới mọi người cách làm cái món chả viên rau củ chay rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.